Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với Quang Vinh Menu. Và ở tập này, Vinh sẽ mời một vị khách mời rất là đặc biệt. Đó là bạn Run. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Vinh sẽ mời Jun trở về quê của Jun ở tại địa chỉ là 35 đường Ngô Quang Huy, quận 2. Anh Vinh cũng chưa ăn ở đây, nhưng mà hôm nay là nhân tiện có Jun và có Quang Vinh Menu thì rủ Jun đi ăn ở đây để trải nghiệm luôn. Dạ. Vừa tới thì có một cái welcome note dành cho mình. Đâu để em đọc. Dạ, rất là dễ thương. Anh sếp ơi, anh Vinh rất là đói bụng rồi, hôm nay mình sẽ ăn món gì đầu tiên đây? Cái này là món khai vị thứ nhất của mình. Là món tạc ta cá ngừ vây xanh, sẽ ăn chung với củ cái muối của Nhật. Bên dưới là cái đế bánh mì nướng, còn bên trên là trứng cá hồi. Cái này hai anh ăn thì mình cầm cái đế bánh mì lên mình dùng luôn à. Mời anh nha. Ok, mời Jun. Itadakimasu. Itadakimasu. Cái tổng thể nó rất là hòa quyện với nhau á. Hợp vị với Việt Nam nữa. Nhưng mà em thì em thích wasabi nhiều hơn chút á. Biết vậy nãy em cho thêm. Cái đó là mình xong dùng xong món thứ nhất, cái này là món thứ hai, là em sẽ tớp một chút khói lên trên đây. Quay cái này nè. Wow. Và cái này là món khai vị thứ hai của mình. Bong bóng á nó. Dạ, cái bong bóng này là bên em làm bằng nước siro đường à. Dạ, bên trong đây nó là siroko, là nó là tinh hoàng cá tiết của Nhật. Tinh hoàng. Dạ. Nghe cái tên nó vậy thôi chứ nó là cái này là em làm chính rồi. Cái sống khác chính sao vậy anh? Cho em biết cái thật. Dạ, sống thì nó sẽ khó ăn hơn. Nhờ giờ phải lấy cái cây chích vô cái. Dạ, chích cho nó bảy con bóng đi rồi. Bảy con bóng rồi. Có phần bên. Ủa, nó tự bẻ rồi. Để em làm lại cho. Anh mới làm lại cho cái bong bóng này. Cái này nó không có được bao nhiêu. Ôi, thích quá à. Đẹp quá nè. Để vì cái phần đẹp trình bày làm cho mình ấn tượng quá hả. Chọc vô. Dạ, cái phần đó là phần tức bình ở trên. Cái phần màu đỏ nó là củ cái mài trộn ruột ớt à. Còn cái màu vàng vàng nó là cái giỏ hương hương. Mình muốn cho thêm wasabi vô được không? Dạ, dạ, dạ. Nhìn nó giống như ốc ha. Món này thì anh Vinh thấy nó ngọt ngọt, nó không giống đồ mặn lắm. Tâm gì là lấy vị giác cho mình để mình vào những món chính. Tại vì thường bắt đầu một cái menu mình sẽ ăn chua chua ngọt ngọt chút để cho mình kích thích vị giác. Em thích món này. Và đặc biệt anh Vinh thích cái juju, cho nên là cái gì mà dính đến juju là anh Vinh thích. Em thích món này hơn món hồi nãy. Tại nó thú vị. Dạ, mình dùng xong món này chị. Tiếp theo tới là em sẽ mời anh là dùng phần sashimi. Mà phần sashimi đầu tiên là nó sẽ là hào sống. Dạ, hào này là hào miyagi của Nhật. Miyagi. Dạ, miyagi. Miyagi. Dạ, cái phần sốt bên dưới là sốt bưng dư, còn cái phần sốt bỏ qua bên trên là cái phơm juju. Dạ, sẽ dùng lại là juju anh thích. Cái này là cầm húp hay là? Dạ, cái này mình dùng muỗng. À, muỗng. Dạ. Cái con hào này em có cắt đôi cho mình dễ ăn. Mình có muốn nếu anh thích dùng wasabi thì anh có bỏ thêm cũng được. Trong trong khi mình dùng hào á thì cái phần này là cái phần cá sashimi mà hôm nay em chuẩn bị. Cái này đẹp quá, cho em chụp đi. Cái này là nó sẽ có những loại cá ngừ, cá trắng và tôm. Để em chụp hết. Ủa, để gì đẹp không anh? Thử nha. Mình ăn tới món thứ ba mà anh Vinh thấy cái hay là gì, chú biết không? Là mình sẽ không có phần phải chấm hay gì hết, là mọi thứ nó đã sẵn hết vậy mà chỉ ăn thôi. Là nêm nếm vừa đủ trong này rồi. Cái con hào rất là to và cái sốt này anh Vinh thấy cũng làm đã. Sốt juju á. Muốn ăn con nữa quá. Còn 22 món nữa. Con này là ngon nè. Anh Vinh chắc là cũng thích Nhật phải không? Anh thấy anh đi nhiều. Anh Vinh thích người Nhật, cái văn hóa Nhật. Thích người Nhật tổng thể văn hóa. Thích người Nhật mà, tại vì người Nhật rất là kỷ luật. À, thích kỷ luật. Họ nề nếp, tỉ mỉ. Rồi nói chung là cái, gọi là sao ta, cái tác phong á. Người ta rất là chỉnh chu, lịch sự. Dạ. Nhưng mà nhà hỏi quản lý tí xíu là cái tên Nori Boy của mình là từ đâu ra, ý nghĩa là gì hả? Dạ, Nori Boy thì nó lấy tên từ cái loại nguyên liệu truyền thống của Nhật Bản là lá nori. Tạo sử dụng trong rất là nhiều các món ăn của Nhật. Dạ, từ cơm lương đến các món cơm cuộn thì mình đều thấy cái hình ảnh của lá nori hết. Dạ. Còn nguyên vật liệu thịt cá của mình là từ Nhật Bản luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Nguyên liệu hải sản và cá của Nori Boy là lấy 100% từ Nhật Bản hết. Mà lấy trực tiếp từ hai chợ cá lớn nhất của Nhật là Osaka và Toyosu. Thì cái món hàu miyagi đó là ở đây mình sẽ xử lý hàu bằng cách là rửa qua nước uống vô trùng và ngâm nó 22 tiếng. Xong sau đó là mình sẽ rửa lại một lần nữa bằng sake để khử cái mùi tanh của món hàu. Dạ, để make sure là không có cái con vi khuẩn hay là bacteria nào nó gây hại cho mọi người. Hay quá. Đó là những bạn mà ăn không ăn quen đồ sống vừa có thể tin tưởng ăn cái hào này là đã được thanh trùng khử khuẩn rồi, rất là kỹ rồi. Không, rất là ngon và tươi. Cảm ơn anh. Dạ, cái phần sashimi này thì mình dùng có như cái phần trên lá tito á, nó là bụng cá ngừ otoro. Otoro. Rồi cái phần này là tôm ngọt amaebi.
Con này là Shimaji, là cá ngân của Nhật Bản. Còn phần màu trắng này là mực, là Aoka của mực. Còn phần kế bên là cá hồng mắt vàng, Kinmarai. Hai anh dùng thì mình cá, mình nhìn những loại cá màu trắng trước. Phần Otoro mình dùng cuối cùng. Cái giá bình thường ăn ở ngoài, bình thường sashimi không, nó là khoảng 4-500 ngàn một phần bụng cá ngừ rồi. Đúng rồi đó. Sẽ ăn con mực trước. Rồi ăn cái con mực xong nó giòn tan trong miệng, nó tươi á. Dạ. Trời ơi, ngon ngất xỉu luôn á. Bụng cá ngừ đúng không? Dạ đúng rồi. Mềm mà nó béo, thiệt béo. Phải thử nha. Trời ơi, thấy vậy chứ nãy giờ cũng 5 món rồi đó. 6 món hả? Trương có để ý con tôm đỏ này không? Dạ, nãy giờ thấy sao vậy? Nó sống nhưng mà màu đỏ, giống như em luộc chín nó lên. Mà không hề chín luôn, nó sống mà. Dạ, ủa vậy hả? Nó là tôm đỏ đó. Sao biết nó không luộc? Em ăn đi ta, anh ăn rồi, nó là lỡ người ta hấp nó còn sống mà không. Con này là con tôm đỏ, Trương nè. Vậy hả? Wow, cái phần có thấy em ngu rồi. Không, ai lại nói vậy. Em tự nói vậy chứ anh không nói. Ngon quá, ngon quá. Cái phần bụng. Cái Otoro này ngon hả? Cái bụng của cá ngừ là ngon xuất sắc. Còn riêng con này là em có smoke nó một chút xíu hả? Dạ, cái phần da nó em sẽ khè. Khè lửa, là con này là... Con cá hồng mắt vàng. Cá hồng đã ha, cái bụng cá ngừ nó béo, thiệt béo mà mềm giòn tan ở trong miệng mình đó. Wow, ngon quá. Rất ngon. Mà Vinh suggest mọi người là ăn cái phần đó cuối cùng, tại cái miếng đó nó ngon và nó béo nhất. Dạ. Yeah. Ngon ha. Đúng là tại sao anh kêu là ăn màu đỏ trước đó, là ăn màu trắng trước là có lý do. Dạ, thường thường ăn sashimi á là người ta sẽ ăn cá trắng trước. Tại vì cá trắng nó sẽ ít béo hơn cái phần cá đỏ. Giống như bụng cá ngừ là nó sẽ béo. Nếu mà mình ăn bụng cá ngừ trước á là cái vị béo của mình nó lấn áp mấy cái mùi cá kia luôn. Đó. May á. Thì mấy cái cũng ngon nhưng mà khi mà ăn vô cái bụng cái áp lực quá sao? Tại vì mình ăn này phải ăn phải đúng cách mới ngon được. Thưởng thức cho mọi người. Vô rượu đi nè. Thì rất là mình xong, sau khi mình dùng xong cái phần sashimi rồi, tiếp theo mình làm món nướng à. Và cái này là bào ngư nướng trên bếp than, nướng với bơ rồi nước tương. Ăn chung với cái phần sốt này là sốt gan của con bào ngư luôn. Cái phần sốt cơm. Gan bào ngư. Dạ, gan bào ngư. Cái phần cơm này mình có thể chấm chung với cái sốt gan bào ngư. Cái luôn. Cơm này cũng là lạ em ha, nó cái màu nó khác. Dạ, cái cơm này là em có trộn chung với cái sốt gan bào ngư nên cái màu nó hơi sáng sáng một chút. Wow, tức là mỗi một chút xíu như vậy thôi là đã phải chuẩn bị rất kỹ rồi. Dạ. Từ cái sốt nó cũng là từ bào ngư là cũng phải làm kỹ riêng. Rồi từ cái thịt này rồi cơm cũng phải đi kèm là nó như thế nào nữa ha. Dạ đúng rồi. Vậy mà một món vậy chuẩn bị bao lâu trời? Kỹ quá. Cái phong cách chế biến là của Nhật là cái gì cũng phải kỹ, từng chút li ti ti. Sao lời đó. Nghe không lời nổi. Lời không có đó quan trọng mà. Chưa có lời lắm. Là mọi người phải đi ăn nhiều ủng hộ cho ẩm thực của Việt Nam mình nha. Dạ. Ngon đẹp nhưng mà trong cái dinh dưỡng, trong cái cách chế biến thì là họ tính là con số hết nha. Rất là khoa học nha. Rất là ngon. Ngon ngon hả? Chú nè, từ từ em nhanh quá hả? Ngon quá anh ơi, anh không lo ăn em ăn hết trơn. Chú nè, anh thưởng thức chú nè. Không có đâu anh. Ở bên Nhật này người ta thấy mình ăn ngon thì mới vui á. Tại ta làm cực quá mà mình ăn cứ rớt rồi đó. Người ta buồn á. Vậy thì ví dụ như những cái người khách mà họ, ví dụ như họ không thích ăn hay là họ không ăn được vị này vị kia thì em sẽ làm thế nào? Dạ, ở đây thì cái phong cách của Nobi Boy em là sẽ là kiểu như theo ý của khách hàng, chiều chuộng khách hàng. Kiểu như mà khách muốn như thế nào thì tụi em sẽ làm như vậy. Ví dụ mà khách mà bị dị ứng cái gì đó thì nguyên liệu thì tụi em sẽ đổi món. Còn mà khách không ăn được cái nào thì em sẽ đổi qua cái đó. Còn mà nếu mà khách thích ăn cái món nào là tụi em sẽ tìm kiếm món đó cho được bằng được cho khách luôn. Trời ghê vậy. Tự nhiên ở đây kêu dĩa cơm sườn là cũng ráng tìm cho dĩa cơm sườn. Dạ, cơm sườn mình làm theo phong cách Nhật luôn. Không, mà tôi hỏi thật đó. Wow, thì cơm sườn theo phong cách Nhật anh Minh thấy có vẻ hấp dẫn. Là một ý để nhà hàng có thể làm một cái menu đặc biệt nha. Dạ, bên em mà lúc mà 2 tháng 9 là tụi em làm bánh mì luôn. Bánh mì kiểu Việt Nam mà bằng nguyên liệu Nhật. Hay ha. Tại vì tôi cũng có người nhà mà người lớn tuổi á, họ rất là thích ăn đồ Nhật nhưng mà khổ cái là không ăn đồ sống á. Sẽ không dẫn đi ăn omakase. Ngoài đồ sống không ăn được ra thì tụi em ở đây còn có khỏi là cả làm ở menu chay luôn. Menu chay thì sẽ dùng những nguyên liệu giống như là rau củ, xong mà làm những món nóng. Làm cái sushi. Tôi nói là nếu như mà cô đó hay là người đó mà muốn ăn đồ ở đây nhưng mà đồ chín thì có thể làm xong được. Dạ, có thể làm được. Chun những ăn đồ sống còn người đó chẳng ăn đồ chín được. Dạ, vẫn được ạ, dạ vẫn làm được. Ok, nghĩa đó hay á. Dạ, em xin phép anh ạ, món tiếp theo của mình là món nóng rồi. Cái này là chai wanmushi à, là trứng hấp của Nhật ạ. Chai wanmushi, yeah. Ở bên trong đây là nó sẽ có đậu nành Nhật và trứng cá hồi. Còn món yêu thích của anh Vinh. Cái phần chai wan này là sẽ nấu bằng cái nước xương cá. Anh Vinh thích, rất là thích trứng.
không, trứng là một cái món ăn em thấy là dễ ăn nhất. Đi đâu mà không biết ăn là ăn trứng là bảo đảm ăn được à. Hoặc là em đi quay phim hay đi đâu mà các tỉnh xa mà em không hợp mà khẩu vị ở các tỉnh đó là em chưa trứng chiên là ok. Mẹ em nói là thịt gì trong này ta? Ngon quá. Phù phiền quá ha. Cái đèn cất đâu vậy? Dạ anh em cất kho. Dạ mỗi lần ai ăn nó bụng vô đây. Dạ đúng rồi, vô kho lấy ra. Chú nấu ăn được chưa? Trời, nói gì vậy? Nghe là biết không có follow Facebook em à. Món gì em cũng nấu được hết. Ghê vậy? Để nhà em coi YouTube nha. Nhà có nấu không? Có, em nấu hoài luôn á. Mẹ em không thích nấu món bình thường. Em sẽ nấu món khó. Kiểu như bầu bế, phở, riêu, canh cua. Khó nhở? Ừ, khó thì mới nấu chứ, mới nấu dễ thì không cần ai chỉ cũng nấu được. Anh ăn hết chưa? Hết rồi. Đây là cua lông ở Nori Boy nha. Vinh và Jun sẽ ăn con cua sống này. Siêu phát nha. Siêu phát cho nó hả? Em nựng nó xong lại mang nó hả Jun? Dạ, cái này là cái phần uni ba phân của bên em là sẽ ăn chung với cái phần cua này. À là con nhum dạ. Đó hả? Dạ đúng rồi, con nhum biển à. Nãy giờ mình ăn tới đây thôi nè, mới có nửa đường đó Jun. Jun thấy sao rồi nè? Dạ em thấy ngon và no. Rồi cảm ơn khách mời anh Vinh, rất là vui khi khách mời được ăn ngon. Enjoy. Không, một cái nhà hàng như này thì không thể nào mà dở được hết. Em thấy nó quá là chỉnh chu luôn á, từ cách bày trí rồi phục vụ rồi mọi người lịch sự. Rồi đồ ăn cũng rất là nguyên vật liệu. Tại đồ ăn Nhật thì họ chế biến nhìn có vẻ cầu kỳ á. Nhưng mà thật ra cái quan trọng nhất của làm nguyên vật liệu á thì họ rất là tươi á, nên ăn cỡ nào em cũng thấy. Hôm nay cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Tự nhiên cái buổi hôm nay cái được chiêu đãi. Không uổng công chuyện đó thì sẽ thiệt lòng không hay là camera mình không nói có. Vậy? Không có. Thôi lòng là vậy tại vì em có tiền ăn những cái bữa ra. Thôi đi thôi, chung bớt lại. Không thật lực là vậy mà. Để anh đầu bếp anh giới thiệu món tiếp theo đi nè. Chun làm quá anh sợ. Anh vừa mới giới thiệu luôn á là con cua lông. Dạ đúng rồi. Còn cái này là mai cua nướng. Dạ. Mai cua nướng. Dạ mai cua nướng này là nướng với miso. Dạ. Ở bên trên là nó sẽ có uni và một chút hoa tía tô. Ở bằng dưới nó sẽ có một chút cơm sushi, cái này mình ăn thì mít điều lên xong mình ăn. Hả? Em sẽ xịt vàng lên trên. Xịt vàng lên hả? Wow. Uống vàng quá anh ơi. Xịt gần xịt. Dạ được. Xịt sao quá vàng nó bay hết. Trời ơi cái điện thoại anh giờ vàng không luôn nè chú nè. Trời ơi đẹp quá nè. Bây giờ vàng quá trời, cho anh đầu bếp cho hỏi cái vàng này là ăn được hả? Đúng rồi, cái này là bùi vàng ăn được. Anh đầu bếp anh không hề tiếc vàng bởi vì anh xịt xong là nguyên cái nhà hàng bây giờ vàng bay khắp nơi. Nhưng mà cái chị chủ thì tiếc, chị ngồi dưới. Okay. Đào. Anh đâu okay. Có mua cái vàng gì đó. Ăn đi chú nào. À để anh thử nha. Đây là vàng nha. Một cái cảm giác ăn đầu tiên vô là mình thấy nó béo, hơi mặn. Em thấy ok. Dạ. Tại vì nãy giờ mình cũng lờ lỡ rồi. Mình phải là đạo. Đồ Nhật mà nó vừa phải nhưng mà tự nhiên tan gia vị lên. Cái này rất là Việt Nam, tự nhiên cái em thấy đậm lại đúng không? Đậm cái. Nhưng mà em chỉ thắc mắc là thịt cái vàng này lên là chỉ cho đẹp hay nó còn bổ dưỡng hay gì không anh? Dạ, cái vàng này là nó kiểu như là thiết đồng ăn được. Dạ, nên nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe. À, nhưng mà nó chỉ là cho đẹp thôi. Dạ, đẹp là chủ yếu. Đây là một món cơm nhỏ nha mọi người. Nhìn cái mai cua thôi nhưng mà ở đây là dưới là có một lớp cơm. Không biết anh Vinh sao chứ em rất thích ăn cơm. Em là đạo cơm. Anh Vinh thích cái uni ở trên bởi vì nó tươi, mềm, ngon. Cái này mình có thể coi là một cái món chính đầu tiên chưa? Nãy giờ anh không biết tới đâu rồi. Dạ, này là món chính cuối cùng. Dạ, sau ăn xong này nó sẽ qua món sushi. Là nó sẽ quay lại cái món sống à. Tại trong cái omakase. Xí quay qua về lại. Món chính cuối cùng rồi. Dạ, món chính cuối cùng. Trong cái phần nào? Trong cái phần món nóng của mình. Đó, em phải nói vậy chứ anh nói là 20 món mà chưa tới món chính đâu. Món chính cuối cùng trong cái thực đồ nóng. Dạ đúng rồi. Dạ, tiếp theo là cái phần sushi cho mình. Dạ, không biết anh hay anh là muốn em làm ít cơm hay nhiều cơm cho mình? Ít thôi em ơi. Dạ. Ở đây ai cũng ca sĩ mập ú. Dạ. Em ủa em rồi mình có kinh nghiệm làm việc bao lâu nay ở đâu không? Dạ, hay là em thì kinh nghiệm làm thì khoảng 7 năm hơn. Dạ. Mà đa phần thì em học ở Việt Nam. Dạ, em chỉ có học cái khóa ở Academy bên Nhật Bản thì chỉ 6 tháng rồi. Dạ. Là mình đang làm sushi. Dạ, này gọi là nigiri hay dạ, nigiri. Dạ sushi là nó tên chung của các loại mà có cơm ở trong đó. Còn nigiri là nó chỉ cá như cơm thôi. Dạ. Còn sushi là nó sẽ có cơm cuộn vẫn là sushi, hand roll vẫn là sushi. Còn nigiri là nó sẽ cá và cơm. À. Còn cái phần hồi nãy là mình đang làm sashimi.
nó chỉ cá không là kêu bằng sashimi. Nigiri. Suy ra là anh thích nigiri nha. Nigiri. Cá với cơm thôi. Ít cơm. Vô đi nè chú. Có cần phải chấm không em? Dạ không cần chấm. Sao nó sớm vậy? Sao không ngừng lại? Tụi mới chấm rồi ông nói. Không sao không? Béo thơm. Dạ cái phần nigiri này á là sẽ là cảm hứng từ những cái món của Việt Nam. Là giống nó sẽ có cá với cơm. Còn cái phần topping bên trên á là mình sẽ khè sơ cho nó giòn, giống như là cá chiên của Việt Nam vậy đó. Xong mình sẽ kết hợp hai nguyên liệu lại. Cá là nguyên liệu của Nhật. Còn cái cách làm là nó hơi Việt Nam hóa hay xíu. Là Việt Nam là khè. Dạ khè lên là giống như chiên cho nó chín. Chiên. Anh Vinh thì không nghe mùi chiên lắm mà anh nghe một chút xíu mùi khói của cái phần cá anh nhỏ ở trên á. Nhưng mà cái tổng thể thì nó khá lạ. Tại mình ăn sushi hay ăn nigiri bình thường á, thì cá thịt mà nó có thêm cái phần khói khói là cái điểm nhấn đúng không? Dạ, tại bình thường truyền thống thì người Nhật họ chỉ ăn với nước tương thôi. Còn ở đây tụi em phong cách nó hơi theo hướng hiện đại một chút xíu. Là nó sẽ một món nigiri nó sẽ có topping ở bên trên. Ok, sự khác biệt nha. Em có nhận ra chưa? Thấy hay quá, em đang chiêm nghiệm nè. Dạ, cái phần đầu tiên mình dùng xong rồi. Tiếp theo là tới cái nigiri bò Wagyu A5. Cái này bò Wagyu A5 Hiroshima. Là cái dòng bò mà có độ béo khoảng 12. Là nó ở tỉnh Hiroshima của Nhật. Hiroshima? Dạ. Cái tên bò là Kurushima. 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 Còn cái phần này là cái... cái gì vậy? Cái bản công nhận. Cái bản của bò bên em. Tại là chất lượng. Không có. Trời ơi, bò là có bằng nha mọi người. Bò là có bằng á. Anh đọc coi. Satsuma Gyu Noriboi. Satsuma Gyu là cái Satsuma Gyu Noriboi. Hay ha. Có nghĩa là cái này chứng nhận thiệt đúng không em? Dạ đúng rồi. Chừng nào bò củ chi mà có cái chứng nhận này ta. Bò củ chi. Bên mình bò củ chi nổi tiếng lắm á. Hẳn là bò củ chi. Không, cái bò này nó hay chỗ là nhìn cái miếng bò giống như miếng cẩm thạch, thấy không? Nó thiệt là nó mỡ thịt, mỡ thịt, mỡ thịt. Cái này ăn sống luôn hả? Dạ, cái này là sẽ ăn sushi. Xong em ở trên em sẽ khè sơ đó. Wow, cái này là nigiri mà bò sống luôn. Sau khi khè nó thơm ha. Anh lại chọn lãng vàng. Vàng nữa. Vàng nữa. Là vàng kia mọi người. Bữa hôm nay quá là tốn kém à. Trên sẽ chung ăn chung cái tỏi ti và vàng lá. Đẹp quá không dám ăn. Chưa nhìn kỹ. Chết rồi. Hấp dẫn. Yep. Ngon quá. Ngon không nói lên lời nha. Anh Vinh nghĩ là món này một số bạn sẽ khá là sợ bởi vì thịt bò sống. Dạ. Tại nhiều người sẽ không có dám ăn thịt bò sống. Nhưng mà riêng cái phần bò Wagyu này đó, ăn mình không có cảm giác nó là thịt sống, nó không có mùi gì hết. Rất là mềm, nó tan trong miệng mình hả? Em thấy thật ra Việt Nam mình cũng ăn bò sống được mà. Việt Nam mình con gì mà không ăn được. Việt Nam mình ăn... một số người không có ăn bò tái sống. Bò tái á, bò tái chanh á. Hả? Ăn nhiều mà. Nên cái món này thì quá ngon rồi. Vậy cái bò này là bò Wagyu nên nó mỡ với lại cái nó nhiều quá. Ăn nó béo quá. Cái tỏi ở trên cũng làm cho nó thơm cái món này lên. Ngon quá. Thường là càng những món Việt sao sẽ càng ngon hơn đúng không? Vậy em đang tò mò cái món tiếp theo là gì vậy anh? Dạ món tiếp theo là cái phần cá ngừ vây xanh. Ồ là con cá ngừ đó đó. Cá ngừ mà hồi nãy làm cho mình xỉu lên xỉu xuống á. Cái phần tiếp theo đó là cá ngừ vây xanh, nó sẽ mix với hai loại caviar này. Caviar. Còn phần này là caviar đen ở bên em. Phần caviar thì nó sẽ có cái độ tuổi là từ 7 năm đến 20 năm thì nó mới có trứng. Cái con đó dạ, 7 năm nó mới đẻ được. Dạ đúng. Giá nó cũng khác nhau. Dạ khác cái nhau. Con mà 20 năm đẻ ra cái trứng. Giống như giống như cái phần 7 năm là trứng giá khác. Trứng này là nó sẽ màu vàng, nó kêu rằng là trứng bạch tạng, nó sẽ mắc hơn cái trứng đen kia. Bạch tạng mà mắc hơn màu đen nha mọi người. Nó bị là bạch tạng nó cũng đẹp. Trong menu mà Chun thấy á là mọi người đang ăn ở đây mà có thể ăn con cái nguyên liệu ngon thêm vô nữa thì cái những cái phần đó sẽ tính đi bởi vì những cái tiền. Nhỏ này ngon nhưng mà mắc thì đúng rồi. Tùy vào loại nữa không, màu vàng màu đen là giá khác nhau. Nếu mà các bạn muốn thưởng thức mà nó ngon mà nó premium mà nó cao cấp hơn nữa thì mình add thêm vô thì cái đó sẽ tính phí extra. Trời ơi, hai cái muỗng mà cái trứng cá tầm đó thôi là thấy cũng mắc tiền á. Chutoro và nó là con ở lúc đó. Con này là hai loại trứng cá tầm, cái này mình có thể tóp lên trên hoặc là mình muốn ăn không cũng được. Cảm ơn anh. Đẹp mà anh không nỡ ăn luôn á Chun. Đẹp quá nè.
cái này là mình có thể ăn cái caviar không để mình thử cái cảm nhận nó, xong rồi mình hãy mix chung với cá ngừ để mình coi nó có khác nhau không ạ. Để thử cái loại mà màu trắng hay màu vàng thôi. Đó giờ chưa bao giờ thấy. Còn cái này là hai loại caviar. Là để là được ăn tiếp hay là để là trưng bày? Để là mình muốn tập trung. Không, mình ăn tiếp thì mình ăn thôi, mình cách tiền gì nữa. Người ta dụ mình, ai dụ mình. Ok. Anh sẽ xem phản ứng của Chun trước để coi. Cái gì cũng mưu vậy. Cái này mình cũng không phải là chuyên gia ẩm thực gì hết nên mình cũng không biết nói sao cho đúng. Béo. Nhưng mà mình thích màu đen hơn á. Chắc là tại vì mình thích cái gì nó original. Để em thử như anh này. Màu đen nó sẽ nhiều hương vị hơn, đậm đà hơn. Cái màu đen nó vị mặn nhiều hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái màu trắng này nó không mặn bằng mà nó sẽ béo, béo hơn. Anh có bao giờ anh dám lấy con cá kho không? Dạ, ở món Nhật là có món nóng cá ngừ kho à. Vậy sao không làm cho mình ăn? Lấy bụng cá hồi. Dạ, bụng cá ngừ này kho. Bụng kho thì nó không ngon rồi, tại bụng kho nó ra mỡ với lại nó bị teo rồi. À. Dạ. Bụng kho này mình thấy cái chất hết rồi đúng không? Thường là kho mình kho bằng khúc nào? Kho cái khúc mà đỏ nhất của cá ngừ á, cái phần mà akami. À akami. Nó gần giống như phần này, nó đỏ như vậy luôn. À. Dạ. Còn cái này là thịt sống á. Dạ, cái này thịt sống nhưng mà kiểu như cái này là bên em ngâm nước tương nên nó sẽ tái như vậy. Nhưng mà thậm chất nó là nó đỏ như vậy. Lấy cái phần đó kho. Dạ. Dạ phần này kho thì được. Dạ giống như cái này là cái cá ngừ vi xanh. Là akami. Dạ, cái này là akami. Còn phần này là bụng cá ngừ kotoro. Còn cái phần mà nãy mình ăn nó nằm ở khoảng này. Chutoro. Dạ. Trời ơi, nhìn nó như miếng thịt heo á. Thịt bò, dạ, thịt bò là vậy. Còn cái phần mà ngon nhất là nằm ở đây. Cái này là Kamatoro, là cái má luôn cá ngừ. Cái má của nó. Dạ. Hôm nay mình có ăn cái phần nào má không? Dạ, chút xíu anh muốn ăn cắt của mình luôn. Wow. Hôm nay anh thấy mình review có tâm hơn, anh sẽ cho mình một phần má nha. Không, chỉ gật đầu, anh mới cho. Chỉ là cái phần bụng nè. Cái gì nữa? Gần bụng rồi dạ. Cái phần má. Ở trên bụng. Nhờ phần má của cá ngừ là ngon nhất nha mọi người. Anh là cứ tưởng là cái phần bụng là ngon nhất, béo nhất. Nhiều cái phần má mới là cái nó ít. Còn cái phần này là em sẽ bào nó truffle lên. Wow, truffle. Truffle thì dĩ nhiên ngon rồi nhưng mà có cái thang này là nó smoke. Cái thang đó mình sẽ áp thẳng vô cái cá luôn. Là cái bụng cá ngừ đó nó sẽ có mỡ, mình sẽ dùng cái thang đó mình đốt cái mỡ để mình lấy cái mùi khói cho nó thơm. Nói chung em rất là thích ăn món Nhật nhưng mà ngày hôm nay được thưởng thức những cái hương vị mới. Rất là bất ngờ, sốc thóc. Thôi dữ vậy, món đi ngon. Anh dễ khóc á. Anh không biết tiếng nghe được không? Món này ngon lắm, sắp khóc luôn mọi người. Thôi cái mình ngon quá. Món này đâu có phụ tình anh đâu mà anh mới khóc dữ vậy. Anh mình thích truffle. Hạnh phúc quá hả? Anh wow. Thích truffle lắm á. Anh khen cái món vừa rồi anh thích nhất. Ngon quá. Tại vì cái thang, anh nghĩ là cái vị thang nhiều khi bỏ lên thì là nó anh hơi sợ cái thang. Cái thang là tụi em xài là thang bitutan là nó thang hoạt tính không khói chứ nó không bụi luôn. Dạ. Anh hơi phân vân cái chỗ là cái thang mà bỏ lại trên đồ ăn thì không biết đồ ăn được hay không. Dạ. Thang hoạt tính hả bạn? Dạ. Là thang cái thang mà để mình mặt nó bằng ngã. Dạ không phải, nó thang là thang để nướng luôn mà nhưng mà nó là kiểu như nó không khói không bụi. À, nó kiểu như nó sẽ bảo quản cái tốt cho sức khỏe. Dạ. À. Có không cái mượn coi. Nãy giờ là mình dùng được 4 loại nigiri rồi. Em sẽ qua phần thứ 5 cho mình. Đó là cái này trứng cá hồi. Cái này là trứng tươi là bên em tự làm luôn, tự ngâm luôn. Wow. Nó không phải là trứng công nghiệp giống như mấy chỗ khác nè. Anh Vinh có thích mở nhà hàng không? Anh Vinh anh thấy không làm, anh Vinh không biết nấu ăn. Anh Vinh chỉ thích đi ăn thôi. Và anh Vinh thấy là mở nhà hàng thì quá cực. Tại vì em thấy từ cái nguyên vật liệu là mỗi thứ nó rất là nhiều, những cái chi tiết nhỏ bên trong mình nhìn cái nhà hàng như vậy, thật ra bên trong rất là nhiều từ chuyện nhưng mà anh thấy anh đam mê ẩm thực mà có nghĩa là một người đam mê ẩm thực biết thưởng thức thì sẽ mở được nhà hàng, quan trọng là biết kinh doanh thôi. Còn nó sẽ là một mảng khác cho nên là nhiều vị trí trong nhà hàng thì anh phải hợp tác chứ. Hợp tác với Chun hả? Em cũng thích lắm á. Nhưng mà ai là người ra món với lại ra một cái menu mà ngon như vậy, vậy đến giờ mình ăn đúng thấy rồi, là rất là đặc sắc. Là chủ hay là ông ngon. Dạ, cái phần ra món là em sẽ ra. Còn cái phần mà trình bày giống như decor trang trí theo cái gì là chị chủ sẽ đưa ra ý tưởng em làm theo vậy. Đó. Dạ. Còn cái món ăn thì em sẽ ra. Cái hoa đó ăn được luôn. Dạ, cái này là hoa tito. Hoa tito. Cái này là nigiri trứng cá hồi đúng không? Sẽ dùng chung với vỏ chanh yuzu và cái phần hoa tito.
đây là đầu tiên mà ăn những cái trứng cá hồi mà nó dính nhau chứ nó không bị rớt ra, tại nó có một cái liên kết với nhau đúng không, một cái lớp màng liên kết với nhau, ăn nó sực hơn, nó sực. Dạ, cái món này là Unihenron, là người Nhật sẽ kêu là temaki, là mình sẽ cuốn lên cái tay, mình cầm lên tay mình ăn trực tiếp luôn. Còn cái phần nhum biển nó là uni ba phân của Nhật, nó thuộc tỉnh Oyawa và thành phố Hokkaido. Và cái phần uni mình ăn nó sẽ có vị béo. Còn bên Nhật thì nó sẽ có hai loại uni, nó có là ba phân với thằng murasaki. Còn cái mình đang dùng là ba phân này nó sẽ béo ba hơn. Ba phân là gì anh? Dạ, ba phân. Ba phân. Dạ, cái tên nó là ba phân. À, nó có chút xíu vậy thôi. Dạ, đúng rồi. Dạ, giờ mình xong món này là mình sẽ qua tới súp miso. Ok, dạ, súp miso. Tại vì bên đây là em sẽ hầm xương cá bằng nồi áp suất luôn. Mình phi lê cái phần cá này xong cái phần thịt là mình dùng sashimi. Còn cái phần xương á là mình đem đi hầm súp. Thịnh soạn quá ha Jun hả? Thì cứ như là vua á. Mọi người quá là chỉnh chu rồi. À, Jun cái phần này hay nè, hay quá vậy. Anh thích ly này đi. Anh thích ly này. Cái này mình bóc xong mà có một cái câu. Cái nào cũng đẹp phạt hết trơn á. Câu phạt đó. Vì thích gớm thì xuống 2 ly. Anh sẽ thích thủy tinh nhưng mà thủy tinh có cái hoa này đi cho đẹp. Wow. Đẹp quá ha, thích gớm. Chun hôm nay sung quá nè, phải không uống 2 ly sake mới được. Đó. Em thích cái ly gớm em. Mày chọn 2 ly thì phải uống 2 ly. Ừ thì cũng được thôi, đối với em không có vấn đề. Tối nay Chun có đi diễn không? Có, tối nay em đi. Gì hả? Không sao đâu anh. À là cái sake cuối cùng rồi đó em. À đúng là uống rượu mấy cái nóng này nó hợp lý nè. Cái súp thì thơm quá. Súp miso thì anh ăn cũng nhiều lần, qua nhiều năm. Qua nhiều năm luôn hả? Nhưng mà lần đầu tiên mới ăn súp miso mà có sò điệp. Ủa? Mà sò điệp luôn. Bình thường là sẽ có nghêu ha. Ừ, không thấy là kết hợp với sò điệp. Nhưng mà ngon thơm ghê. Tại bên đây người ta đã là sử dụng nguyên liệu luxury mà. Cảm ơn Chun rất là nhiều, anh Vinh hôm nay là thỏa mãn nha. Cảm ơn. Ăn ngon một nhiều. Chuyện nhưng mà hạ gục khách mời là anh Vinh thấy thích rồi đó. Cảm ơn anh rất là nhiều đã chơi em. Trên này là có kem gì hả Huyền hả? Kem truffle. Ở dưới là giống như kem tóc tai, nó sẽ có rượu ở trong đây luôn. Wow. Tóm lại là hôm nay mình đi ăn rất là ngon và người mình bây giờ được tắm vàng đầy hết. Mình cảm thấy rất là sang trọng. Không biết bạn Jun thì cảm nhận bữa ăn này như thế nào? Omakase tại Nori Boy. Phải quan bình menu ngày hôm nay. Em rất là vui. Dạ, em sẽ khẳng định là em rất là vui. Bởi vì em không nghĩ cái ngày hôm nay quay nó lại vui và nó hợp gu em mới như vậy, tại vì ở Việt Nam mình nhà hàng Nhật thiệt nhiều lắm. Nhất là ở Sài Gòn mình. Cái view ở đây em không biết, nó không có view. Nhưng mà em có cảm nhận được cái vibe. Cái vibe đó với em nó quan trọng hơn cái view. Cái view đây. Cái view của ông Thuyền đó hả? Tự nhiên đang có nhìn ra cái Hokkaido với sao. Anh Vinh thấy là đủ rồi đó. Cái view của mình ngày hôm nay là anh Huyền. Và ảnh đã cảm ơn Huyền rất là nhiều. Tại vì ngày hôm nay ăn mà ngon như vậy, mà hiểu biết thêm như vậy là nhờ Huyền. Đúng rồi ha. Thank you Huyền nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh Vinh thì thank you Jun. Cảm ơn anh Vinh. Dạ. Vừa trà vừa nước vừa rượu. Biết uống gì đấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ những cái chương trình của anh Vinh. Và cũng ủng hộ cả nhà hàng Nori Boy ha. Yes. Ta-da.